Sự thật nổi da gà về tỉnh thất Bồng Lai, không phải cơ sở thờ tự, người sinh sống có cùng huyết thống. Vào ngày 24 tháng 10, mạng xã hội chấn động trước buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng với sự xuất hiện của rất nhiều khách mời. Đặc biệt trong đó có sự tham gia của Lê Thanh Minh Tùng, con trai ruột của người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai Lê Tùng Vân. Anh khiến dư luận bàng hoàng khi tiết lộ về những việc làm sai trái của cha mình trong suốt thời gian qua. Cụ thể trong buổi trò chuyện, anh Minh Tùng đã nói về những mối quan hệ trái với luân thường đạo lý của những thành viên tại tỉnh thất Bồng Lai. Đặc biệt, anh cũng khẳng định tất cả những đứa trẻ ở đây đều là con và cháu ruột của ông Lê Tùng Vân, chứ không hề có chuyện nhận nuôi trẻ mồ côi như ông vẫn thường nói. Ngoài ra, anh cho biết thêm, để che giấu những hành vi lừa đảo các mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp cho tỉnh thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân đã soạn sẵn những câu hỏi và dạy các bé phải trả lời ra sao khi nhà báo hay mạnh thường quân hỏi. Trả lời câu hỏi về lý do việc Diễm My, cô gái bỏ nhà ra đi vào tỉnh thất, còn quay lại tối ngược cha lặng luân với mình, anh Minh Tùng cho rằng ông Tùng Vân vẫn luôn yêu thích những cô gái trẻ đẹp, nhất là con Trinh Tiết, và đồng thời muốn lợi dụng Diễm My để lấy tiền từ cha mẹ cô. Trước những lùm xùm liên quan tới cơ sở này, ngày 17 tháng 4 năm 2020, Công an tỉnh Long An đã có kế hoạch xác minh, điều tra vào ngày 22 tháng 9, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Long An, phát sóng phường 1 phóng sự thật nơi tự xưng tỉnh thất Bồng Lai để thông tin về kết quả xác minh. Theo đó, tại nơi tự xưng nuôi trẻ mồ côi này hiện có 18 người cư trú, trong đó 6 trẻ đều có mẹ ruột cùng tạm trú, không rõ cha. Thời gian qua, nơi này lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng xót thương của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và dư luận xã hội. Những thông tin được chính quyền tỉnh Long An đưa ra khiến nhiều người vỡ lẽ. Đã có không ít mạnh thường quân từng hỗ trợ tiền bạc, vật chất cho tỉnh thất, bức xúc phản ứng. Năm 2014, tỉnh thất Bồng Lai được chú ý khi Lê Thanh Huyền Trân tham gia chương trình Dòng Hát Việt Nhí, đoạt giải Á quân. Trong cuộc thi này, Huyền Trân dùng bộ đồ tu hành giới thiệu mình là trẻ mồ côi. Năm 2017, có hai người tự nhận tu sĩ, gồm Hoàng Nguyên sinh năm 1990 và Nhất Nguyên sinh năm 1991, tham gia cuộc thi hát Bolero của Đài Vĩnh Long, cũng tự nhận mồ côi, được thầy ông nội Lê Tùng Vân nuôi dưỡng. Theo Công an Long An, kết quả xác minh cho thấy, việc nhiều người trong tỉnh thất sử dụng một số tài khoản mạng xã hội khác nhau, đăng thông tin không đúng sự thật, đã kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người là không phù hợp. Bên cạnh đó, nơi đây cũng từng xảy ra các vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú. Trước đó, từ đầu năm 2020, nhóm người ở tỉnh thất đã thay đổi cách gọi từ tỉnh thất Bồng Lai thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Những người đang lưu trú tại đây cũng từng bị cưỡng chế cách ly để phòng ngừa COVID-19 sau khi có người vượt biên giới trái phép đến đây ủng hộ tiền trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tỉnh thất Bồng Lai cũng không phải cơ sở tư viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đây chẳng phải tu sĩ Phật giáo. Chính vì thế, sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của các Phật tử nhằm trục lợi. Đại tá Phạm Thanh Tâm cho biết, sắp tới, Công an Long An và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh sẽ tiếp tục phát sóng phần 2, phóng sự nói rõ sự thật về tỉnh thất này và ông Lê Tùng Vân. Ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932, quê An Giang, ngụ quận 6, tự phong là Hòa Thượng Thích Tâm Đức hay Thầy Ông Nội. Trước đó, Nguyễn Sinh còn có thông tin khác cho hay thêm, có thể ông ta cũng đã loạn luân với con gái ruột Huyền Trân, Huyền Trang, sinh ra bé tên Lê Thanh Minh Triết. Chưa dừng lại ở đó, con ruột ông Lê Tùng Vân còn khẳng định có ít nhất 3 thế hệ con của ông Lê Tùng Vân đang sống chung cùng mẹ ruột tại Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ông luôn cho rằng mình là Phật sống, nhà tiên tri, bậc nhân tài hiếm có. Ngoài việc cho các thế hệ con cái chung sống cùng ở phòng riêng với nhau, ông ta không bao giờ ngừng việc kêu kéo các thiếu nữ lạ về chung sống cùng. Nếu như những năm ở thập niên 90, ông chọn các quá phụ, những người đàn bà ở giá miền Tây để đưa về chung sống cùng, thì những năm gần đây là những người phụ nữ trẻ. Đáng chú ý, một nạn nhân thoát khỏi Bồng Lai cho rằng, ông ấy bắt mấy đàn bà sống cùng trong đó, tìm phụ nữ về chùa, người thân hay dòng họ gì cũng được, miễn là phụ nữ, trẻ, đẹp là được ưu tiên cho về tu, nhằm biến tất cả những người phụ nữ đang sống tại Bồng Lai Viên thành những cái máy sinh sản.